người, chào mừng mọi người đến với channel của Việt Nam Booking. Mình là Anh Thư và từ giờ hãy cùng mình khám phá những địa điểm du lịch thú vị của Việt Nam mình nhé. Đi thôi. Trong video đầu tiên này thì Thư sẽ dẫn bạn đi khám phá một vòng Sài Gòn. Tại sao lại là Sài Gòn? Bởi vì khi nhắc đến Sài Gòn thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ngay đến Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn năng động, Sài Gòn không ngủ và Sài Gòn sáng nắng chiều mưa. Thật sự các bạn đã hiểu hết về Sài Gòn chưa? Cùng Thư khám phá một Sài Gòn rất khác biệt qua top 4 địa điểm sau đây nhé. Đứng trước bưu điện thành phố buổi sớm, bạn sẽ cảm nhận một Sài Gòn hoàn toàn khác, chẳng ồn ào, chẳng khói bụi mà vẫn đẹp một cách lạ thường. Ở góc phố xa xa là vài quầy hàng lưu niệm được mở sớm. Các chú tưới cây cũng đã bắt đầu ngày mới bằng niềm hăng say trong công việc của mình. Không biết từ bao giờ, cà phê bệt đã trở thành một nét văn hóa, một sinh hoạt rất đặc biệt ở Sài Gòn. Người Sài Gòn ngộ lắm, vừa tối hôm trước có thể điểm mặt ở những quán xá sang trọng, ăn bữa cơm giá tiền bằng cả ngày lương. Hôm sau, vẫn tìm thấy bình yên ở những góc phố bệt với ly cà phê sữa bình dân như thế này. Vâng, hãy thử gạt bỏ cơn buồn ngủ một lần, đến với bưu điện thành phố thật sớm đi. Bạn sẽ thấy Sài Gòn của chúng ta đôi khi cũng thật bình dị và đáng yêu đến thế. Hiện tại thì Thư đang có mặt tại bưu điện trung tâm thành phố và một biểu tượng đặc trưng đó chính là chiếc đồng hồ to thật to ở đây. Và mặc dù con đường này thì có rất là nhiều người qua lại, tuy nhiên là rất là ít người biết được tên của con đường cũng như là địa chỉ của bưu điện trung tâm. Hôm nay Thư sẽ bật mí nha. Bưu điện trung tâm sẽ nằm ở số 2 đường Công xã Paris, phường Bến Nghé, quận Nhất. Và cùng theo chân Thư để khám phá những nét kiến trúc đặc biệt của bưu điện thành phố. Đi thôi. Nhìn từ bên ngoài, bưu điện trung tâm Sài Gòn vô cùng tĩnh lặng, nhưng mọi thứ chợt vỡ òa, chìm đắm vào một thế giới khác khi bạn đặt chân trên bậc tam cấp cuối cùng. Tồn tại ở Sài Gòn hơn 130 năm, bưu điện thành phố được người dân Sài Gòn, đặc biệt là thế hệ 9X, 8X trở về trước, ví như là ngân hàng ký ức, ghi dấu một thời viết thư tay và mang ra bưu điện gửi. Mặc dù được xây dựng từ những năm 1886, nhưng cho đến thời điểm này, bưu điện trung tâm thành phố vẫn giữ được nét kiến trúc Á, Âu ban đầu. Ngày nay, không những duy trì những hoạt động về bưu chính, viễn thông, bưu điện trung tâm thành phố còn trở thành điểm tham quan hấp dẫn cho những ai muốn tìm hiểu về thành phố mang tên Bác. Bên trong bưu điện trung tâm Sài Gòn, dọc hai bên sảnh chính là thế giới thu nhỏ về quà lưu niệm. Các món quà mang đậm dấu ấn Việt Nam phổ biến như những mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sơn mài, thổ cẩm. Đây cũng là nơi yêu thích của những người sưu tập tem và tiền xưa. Kiến trúc bưu điện gây ấn tượng với hệ thống cột xanh cao vút, được chạm khắc hoa văn, phù điêu, công phu và tỉ mỉ. Bên cạnh đó, các cột điện thoại to được sơn gỗ đỏ, nổi bật trong không gian rộng rãi, như tái hiện một Paris tráng lệ ở thế kỷ 20. Khi bước vào bưu điện trung tâm thì cảm xúc Sài Gòn xưa cũ đang ùa về trong Thư. Đứng tại đây thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được hai tấm bản đồ rất là lớn. Phía bên phải sẽ là tấm bản đồ Sài Gòn và những vùng lân cận vào những năm 1892. Tên thì cái tỉnh thành này thì đã được thay đổi nên mình nhìn có vẻ là hơi lạ. Thì sau qua ngần ấy năm, cái việc đổi tên cũng là một chuyện bình thường. Phía bên trái sẽ là tấm bản đồ đường dây điện Sài Gòn và Campuchia vào những năm 1936. Là hai tấm bản đồ cực kỳ đặc biệt mà các bạn nên đến đây và nhìn nhé. Một điều đặc biệt của bưu điện trung tâm thành phố đó chính là những nét kiến trúc pháp thuật vẫn còn được lưu giữ cho đến tận bây giờ. Điều này có thể thấy chi tiết qua những cánh cửa, hoa văn, nền nhà. Tất cả những thứ đó tạo cho mình một cảm giác rất Sài Gòn xưa. Và bây giờ hãy cùng Thư tiến vào bên trong xem hoạt động bưu chính như thế nào nha. Hoạt động viết thư tay ngày xưa thì rất là phổ biến. Tuy nhiên là sau khi xuất hiện smartphone cũng như internet thì việc này đã dần bị lãng quên. Cũng lâu lắm rồi Thư chưa viết thư cho một người bạn phương xa của mình. Sẵn tiện đứng tại đây thì bây giờ Thư sẽ viết một lá thư và gửi cho những người bạn đó nha. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau cảm nhận một buổi sáng trong lành của Sài Gòn tại bưu điện trung tâm thành phố và ngắm nhìn kiến trúc hơn 100 tuổi đã gắn liền với ký ức của nhiều người dân Sài Gòn. Địa điểm tiếp theo mà Thư sẽ ghé thăm là nơi nào? Bạn có tò mò không? Hãy cùng đón xem video lần sau nhé! Đừng quên like, share và subscribe nếu thích video này. Và xin chào, hẹn gặp lại!